Anh Nam ạ. À, anh Huy. Chào anh Nam. Em cứ tưởng là anh đi tập huấn rồi về xã Tân Mai. Kết thúc từ hôm qua rồi. Sáng nay tôi lên báo cáo với sếp vụ trộm ngày 15 tháng 8 rồi được tăng cường ra đây luôn. Chiếc xe này bị hết xăng. Có vẻ như đó chính là lý do mà nó bị bỏ lại ở đây. Cậu nhìn kỹ lại đi. Dấu giày dính cát phía trước và phía sau ghế lái hoàn toàn trùng khớp. Nếu như đây là vụ trộm thì dấu giày chỉ ở một chỗ thôi. Khả năng đây là vụ cướp rồi. Anh Nam cũng chuẩn bị được điều động xuống xã Tân Mai phải không ạ? Đúng rồi. Cậu ấy cũng sắp xong đợt tập huấn. Tân Mai là một địa bàn khá phức tạp. Nam là một cán bộ trẻ, có phẩm chất và năng lực tốt. Lãnh đạo muốn tăng cường cậu ấy cho Tân Mai. Em quay lại với người yêu cũ từ khi nào? Tại sao em lại không thẳng thắn với anh? Tại sao em phải lén lút sau lưng anh như vậy? Anh đang chờ câu trả lời từ em đây. Em biết. Ở thời điểm này sẽ rất khó để giải thích bất cứ chuyện gì. Em chỉ muốn trước khi đi, anh không phải vướng bận gì chuyện này nữa. Anh có một nguyên tắc. Một khi đã sai rồi thì lời xin lỗi cũng vô ích. Mình chia tay đi.